bẹt tưới phun mưa Foison 45 new hay còn gọi là FS 45 new cải tiến mới với là 4 hồng phun, có là 2 hồng phun ở dưới tuabin và 3 cấp số là nhân chậm khác nhau. Bán kính phun tối đa là lên đến là 50m. Ưu điểm của bẹt phun mưa FS 45 new này so với các cái bẹt khác trên thị trường là có tốc độ quay nhanh hơn và có 4 hồng phun, nên là khi phun là cho nước đều hơn từ trong ra ngoài so với các cái dòng bẹt khác trên thị trường hiện nay. Và chúng ta cũng có thể là linh động điều chỉnh để thay tốc độ quay nhanh chậm của cái bẹt thông qua điều chỉnh cấp số dưới hộp số của cái bẹt. Và chúng ta cũng có thể là thay đổi tốc độ quay nhanh chậm của cái bẹt bằng cách là điều chỉnh lượng nước ở dưới hai cái hồng phun của tuabin là phun ra ít ra hay nhiều. Lượng nước ở dưới hai cái hồng phun này mà phun ra nhiều thì làm cho bẹt quay nhanh, mà phun ra ít thì làm cho là bẹt là quay chậm. Và đặc biệt đó là chúng ta cũng có thể là thay đổi được bán kính tưới của cái bẹt phun mưa FS 45 new này á bằng cách là điều chỉnh góc đặt của cả cái hồng phun là lên hoặc xuống tối đa một góc là 45 độ để thay đổi bán kính lúc tưới. Với cái bẹt phun mưa FS 45 new này á thì chúng ta cũng có thể là sử dụng được chức năng quay vòng tròn 360 độ, hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng được chức năng chỉnh góc rộng hẹp tùy theo mục đích sử dụng và ý muốn của chúng ta. Bẹt này thích hợp dùng cho việc tưới các cái vườn cây lâu năm có diện tích lớn từ vài ngàn mét vuông đến vài chục ngàn mét vuông, hoặc là có thể lớn hơn nữa như là cà phê, tiêu, bơ, nhãn, vải, thanh long, na, hoặc là những cái cánh đồng là ngô, mía, khoai lang, hoặc là những cái vườn cau có diện tích lớn. Quý bà con, quý anh chị mà có nhu cầu là mua hàng chính hãng, xin là vui lòng để lại số điện thoại hoặc có thể là liên hệ theo số Zalo trên màn hình. Bên em sẽ có là nhân viên trực tiếp là liên hệ đến quý anh chị, quý bà con để tư vấn về chính sách bảo hành cũng như là cách vận hành sử dụng sao cho hiệu quả với cái bẹt phun mưa FS 45 new này. Đến đây em xin tạm dừng video tại đây. Xin kính chúc toàn thể quý bà con, quý anh chị là thật nhiều sức khỏe. Xin chúc cho quý anh chị, quý bà con là có một vụ mùa thật là bội thu và được giá. Hẹn gặp lại là trong các cái video tiếp theo.